Em Đức xin chào bác nhé. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, bác Hải Dương lại tiếp tục làm video và báo giá cho anh em chị em thêm cái mẫu xe Daewoo Lancetti nhập, một cái dòng xe nhập nguyên chiếc. Thì với cái mẫu xe Daewoo mà trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, là một cái dòng xe được khá là nhiều anh chị em lựa chọn, giá nó rất là phổ thông và rất hợp lý các bác nhé. Chiếc xe Daewoo Lancetti nhập này thì nó là bản DCX, là một cái dòng xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp, túi khí an toàn, phanh AB các bác nhé. Anh chị em chị em mà chúng ta mua cái mẫu xe Daewoo nhập khẩu này về phục vụ gia đình thì cũng rất là ok và tuyệt vời, giá thì cũng rất là yêu thương thôi. Giá em này hơn 200 triệu các bác nhé. Những cái dòng mà xe mà phân khúc hơn 200 nhập khẩu nguyên chiếc thì mà đáp ứng rất là nhiều tính năng thì chỉ có dòng dòng Daewoo Hàn Quốc nhập khẩu này thì nó đáp ứng đủ cái nhu cầu của quý anh chị và các bạn. Trang bị là rất là nhiều tính năng, hộp số tự động, cửa sổ lock, phanh AB và cảm biến lùi. Xe thì rất đẹp luôn. Anh em chị em chúng ta mua về cũng sẵn đổ xăng rồi các bác nhé. Chất lượng của em nó thì không bị bàn, xe rất đẹp. Với cái chiếc Daewoo mà nhập khẩu nguyên chiếc này thì em Đức cũng bảo hành cho anh em chị em là xe không đâm đụng, không tê lạn, không bị kích, máy êm, gầm chắc, keo chỉ thì nguyên zin theo xe luôn. Xe còn rất đẹp các bác nhé. Giá em này thì hiện tại đang được bên em Đức chào bán cho anh em chị em 239 triệu, bao rút hồ sơ, bao công chứng ủy quyền cho anh em chị em luôn. Đây là các bác mua về sẵn đổ xăng rồi. Lốp lát của em nó rất là dày dặn đấy các bác nhé, lốp mới cứng luôn, lốp mới cứng luôn các bác, rất là dày. Giá phân khúc hơn 200 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021. Keo chỉ là nguyên zin theo xe luôn các bác nhé, chưa mất phân keo chỉ nào. Bốn bậc lên xuống đều được ốp mạ chrome của Krui rồi. Mẫu này thì được trang bị túi khí an toàn, vô lăng tích hợp đầy đủ luôn, màn hình cam lùi đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, ghế da thì vẫn ghế da xịn. Mẫu này sản xuất năm 2009 nhưng mà toàn bộ phần ghế da là vẫn là nguyên bản theo xe. Đây các bác này, ghế lái đây, ghế bên phụ đây các bác nhé. Phanh tay, phanh hộp số tự động 6 cấp, màn hình cam lùi đầy đủ luôn, và vô lăng tích hợp túi khí an toàn. Chất lượng của em này thì miễn bàn, giá rất hợp lý và phổ thông cho các bác. Keo gì là nguyên zin hết các bác nhé. Anh em chị em mua về sẵn đổ xăng thôi, giá hợp lý, rất hợp lý cho anh em. Bốn bệ bậc lên xuống đều được ốp chữ Krui rồi. Form dáng em này thì cũng nó cũng giống Krui 2010. Cửa sổ trời các bác nhé, đầy đủ luôn. Xe thì không lỗi nằm gì, bao chất bao đẹp cho anh em. Keo chỉ là nguyên zin hết, xe không lỗi nằm gì.
răng đúc. Cô lốp này của nó là vẫn còn nguyên bản, chưa có bị mọt anh em nhé, vẫn là nguyên bản theo xe. Và cái bộ phận mà bo đi lốc này của nó này anh em à, nhìn nó rất vip luôn. Đấy, phần bên này là không đèn của nó đây. Đèn của em này thì nó cũng giống đèn là Cruise. Xe thì còn rất sắc nét, rất đẹp. Đây là những cái thanh cảm biến đùi anh em nhé, cảm biến đùi của nó đây, đầy đủ luôn. Cảm biến đùi của nó đây, đầy đủ luôn. Anh em chị em mua về sẵn đổ xăng không? Máng nước của em ở đây. Các bác liên hệ với em bước qua số điện thoại là 0962 567 089 các bác nhé. Anh em mà cần thông tin hình ảnh chi tiết gì thì các bác cứ liên hệ với em Đức qua số điện thoại trên. Xe thì không lỗi lầm gì luôn. Bộ la răng sơn rất đẹp luôn. Đây và cái cua lốp vào đó đây, vẫn nguyên bản. Qua 2009, qua 12 năm sử dụng rồi, xe còn rất đẹp luôn. Cái da em này vẫn là xịn sò theo xe các bác nhé. Em chỉ nó đây các bác này. Xe thì anh em chị em mua về sẵn đổ xăng, bao chất bao đẹp cho các bác, không lỗi lầm gì. Đấy, máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn. Keo chỉ là nguyên zin theo xe luôn, xe không lỗi lầm gì. Cửa sổ soi đây. Anh em chị em mua và sẵn độc xăng thôi. Địa chỉ xin xem xe thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương các bác nhé. Ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương là nó trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng. Qua 12 năm sử dụng rồi nhưng mà xe vẫn là ghế da zin. Vô lăng tích hợp túi khí an toàn và những cái phím bấm này các bác này. Đấy. Chiếc này thì được mang đề start stop thông minh. Đấy, là nguyên theo xe luôn. Và hệ thống điều hòa auto các bác nhá. Và đèn, đèn hệ thống đèn thông minh này, đèn auto luôn, đèn tự động luôn. Đấy, nên anh chị em mà chúng ta mua cái mẫu này thì các bác cũng sẵn đổ xăng thôi. Và sau đây chúng ta sẽ ra ngoài xem cái khoang động cơ, khoang động cơ của em nó. Động nắp của nó đây. Toàn bộ phần đầu đây anh em nhé, đầu em ở đây. Máy ngon, điều hòa mát. Thì sau đây em Đức sẽ vào nổ máy cho các bác nghe tiếng động cơ. Đây các bác này, cái tem thông số kỹ thuật tem ở đây 2009 đấy các bác nhé. Đấy, thì với cái mẫu Daewoo nhập khẩu này mà đã được trang bị đề start tốc thông minh thì chúng ta sẽ chân chúng ta phải đạp phanh các bác nhé, và tay ấn vào cái cò này các bác này. Đó, rồi. Xe thì không bao lỗi lầm gì luôn anh em ạ.
cam lùi hoạt động đầy đủ các bác nhé. Máy ngon, điều hòa mát, lầm bệ chắc chắn. Gương cụp xòe đầy đủ anh em nhé. Gương cụp xòe. Và sau đây mình sẽ mở cái cửa sổ cho các bác xem. Rất là trơn tru luôn. Thì mọi chức năng em này thì hoạt động khá là ok. Đấy, thì sau đây em Đức sẽ ra ngoài để quay cái khoang máy cho các bác xem. Em này chạy được 12 năm sử dụng rồi, nhưng mà ghế da rồi đã thất tất cả là nguyên bản trong xe. Nên anh em chúng ta mua cái mẫu này phục vụ gia đình thì rất tuyệt vời. Đấy. Các bác mà muốn có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe nào đấy thì các bác cứ comment ở phía dưới thì em Đức sẽ tìm cho các bác một cái mẫu xe hợp lý nhất, tầm tiền hợp lý và phù hợp cho các bác sử dụng gia đình. Thì với cái mẫu xe mà Daewoo nhập khẩu nguyên chiếc này thì là một cái dòng xe bên bán rất là nhiều đấy, thì giá nó cũng rất hợp lý. 239 triệu là các bác đã sở hữu cho gia đình nhà mình cái mẫu xe Daewoo Lacetti bản CDX, một cái bản cao nhất các bác nhé. Độ option rất là cao, trang bị túi khí an toàn phanh ABS, cảm biến lùi, màn hình cam lùi đầy đủ hết, cửa sổ lock. Và sau đây mình sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn video và clip lần sau. Tổng thành về sơn vỏ và nội thất thì các bác yên tâm, cam kết cho các bác luôn, bao chất bảo đẹp. Và sau đây em sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào các bác nhé.